Rồi, mến chào tất cả các bạn nha. Giờ mình đi coi anh tài xế đây đang kiếm cái gạo xe cuốc các bạn. Gạo ấy các bạn, gạo găng các bạn ơi. Cái gạo này để dùng làm cái neo á, sao á, buộc vô dây. Nhưng mà đang làm múc kinh các bạn, đi tới nên dây đứt rồi anh tài xế quay lại kiếm không gặp các bạn. Nên giờ phải kiếm các bạn ơi. Đang dò kiếm các bạn. Ở ngoài đó thì hai anh cũng đang lặn để tiếp kìa. Rồi, đây là gặp cái gì rồi bạn ơi. Wow, anh đã lặn gặp rồi nha. Phải không? Rồi gặp luôn nha các bạn. Để coi lặn xuống buộc dây đưa lên cho rồi tài xế nhí đang lấy dây xích lại thôi, mấy anh lặn đưa lên nha các bạn. Rồi mình thấy mấy cài cua ta các bạn ơi đang di chuyển kẹt các bạn. Rồi dính này nha các bạn, để cẩu lên nha. Mấy anh lặn hay quá. Rồi
Đó, buộc dây vô để cậu cái gàu lên các bạn ơi. Cái gàu bự quá lớn nha. Nói cái gàu này múc đất là một khối giữ đất luôn các bạn. Hay vậy, lặn miệng dính hay vậy? Là sao đụng lặn dính, đụng nó dính, sao mưa dính vậy? Đó là giả lần đó. Hả? Dính. Ồ, gầu kìa. Dính coi đâu đó. Rửa xong quét. Ờ. Có lúng cái rác không biết? Cái này làm gì? Giỡ trà hay gì? Quẹo 1 ký 25 ngàn đi coi bác ơi. À, cái này giỡ trà hay gì? Đi xiệp. Làm gì? Đi xiệp. Xiệp lương hả? Ừ, xiệp lương, xiệp cá, xiệp này kia. Nhiều không? Đang giá, đang bay chục. Gầu khủng luôn các bạn ơi, thời thôi. Xong rồi các bạn ơi. Rồi coi tài xế ép vô để buộc nhau lại các bạn, buộc như vậy. Chết nè. Rồi, tài xế vô luôn. Đó, tiêu.